Chào tất cả quý anh chị và các bạn đến với kênh của Tuấn. Hiện tại tôi đang đứng tại cái cổng chào thuộc thôn Tùng Giáng, xã Phước Hòa. Bây giờ tôi sẽ chạy xuống tới cái tràng Tăng Giáng cho các bạn xem cái đoạn đường này ngày nay nó phát triển và thay đổi như thế nào nhé các bạn. Chỗ đây thì rẽ trái các bạn có thể vào chợ Gà Bồi cũ. Đây là con sông mà hàng năm vào mùng 2 Tết thì sẽ có hội đua ghe, đua thuyền nhé các bạn. Tới đây thì cũng có một cái cổng chào. Đây là cái cổng chào Tăng Giáng thuộc xã Phước Hòa. Chạy hết cái đoạn đường này thì sẽ tới cái tràng Tăng Giáng. Cái đoạn này thì các bạn muốn đi thì tới cầu Gà Bồi, nếu hướng từ Tuy Phước ra thì tới cầu Gà Bồi để pha xuống nhé các bạn. Rồi nói chung các bạn hãy theo mình xem cái đoạn đường này ngày nay nó thay đổi như thế nào nhé.